Có lẽ là lần đầu tiên chị chạy cái máy này. Đúng rồi, lần đầu tiên em chạy. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube này nha. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Tân Túc, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì mình đến đây để quay cho tất cả các bạn mọi người cùng xem là một con máy cài hết sức là độc lạ ha. Thì hôm nay mấy anh có đem lại con máy này để tham gia một cái chương trình đại hội máy cổ, một năm chỉ tổ chức được một lần hai lần đâu đó thôi. Thì cái thông tin của cái máy này như thế nào ra làm sao, mời mọi người cùng xem hết video để hiểu thêm ha. Thì mấy anh xe cần cẩu đang chuẩn bị cẩu hạ xuống. Cái con máy này là nó độc lạ lắm này, đến từ nhà thương hiệu Giang Ma. Đó. Đây là máy cài ha, máy cài mà cái bánh nó như xe hơi vậy các bạn. Đó. Mọi người thấy không, cái bánh nó như là xe địa hình vậy ha. Đây bây giờ thì đang cẩu xuống. Máy cài mà nó như một chiếc xe cua địa hình là thầy thấy chưa? Giang Ma RT46A các bạn. Đó, đúng chắc là một chiếc xe như một chiếc xe địa hình thật sự mà nói. Cái này không biết cái nào đầu nào đít luôn. À, cái phần này là cái phần đầu, nhưng mà cái phần đầu thì nó có cái dàn hộp số với lại là cặp đăng phía trước, còn cái dàn sau thì hầu như là chắc có lẽ là nó chấm. Đây, bánh sau thì vẫn có cái tiếp lắp và cái cốt đưa ra. Máy cài nó rất là whip slip luôn ha. Giang Ma RT46A. Giờ trước tiên thì sẽ review sơ một vòng đi để hỏi chủ máy ảnh lại thì mình sẽ hỏi thêm là công việc nó sẽ như thế nào ra sao. Cái con máy cài này hết sức là whip luôn các bạn ơi. Dài của nó được khoảng 2 mét. Cái con này thì chắc mình nghĩ là nó nặng đâu đó cũng khoảng chừng cả tấn, tấn hoặc tấn mốt, tấn hai gì đó. Ồ, máy cài mà như xe địa hình vậy. Đây, ở trên này để sơ lược một vòng cho mọi người xem ha. Không biết có phải là chính xác là máy cài không nữa, nhưng mà để chi tiết hơn thì một chút xíu nữa hỏi anh chủ xe, anh chủ sở hữu đi. Đó. À, thì cái đít nó cũng có 3 điểm treo luôn các bạn. Cái đầu cũng có 3 điểm treo và cái đít cũng có 3 điểm treo luôn. Đây chị này cũng tham gia. Chị lên máy cài ngồi thử cho chị coi nó đẹp như thế nào chị. Đây. Đó luôn hả? Đó. Chị ấy lên thử máy cài này. Mình để máy thì chạy được không? Dạ, một hồi nữa chị chạy luôn đi chị. Được mà. Để cho xe ra đó. Đó, đó, đó. Chị sẽ lên chạy cho mọi người xem này. Thì chị ấy sẽ chuẩn bị nổ máy để chạy vô này. Chạy luôn chị, chạy luôn chị. Chạy luôn chị, cái máy này nó cũng dễ chạy như những dòng máy cài khác chị. Đây. Đó, cái này là máy cài là. Trời ơi, quá chắc chị ơi. Vừa đẹp vừa đập luôn các bạn. Cái này chứ nó sẽ gì được sao được các bạn. Chỉ có những cái ngày đại hội như thế này thì mới có thể là chiêm ngưỡng những cái cỗ máy hết sức là độc lạ đó. Bây giờ chị ấy sẽ chuẩn bị vô xuống như lách xịt chứ hả? Dữ dằn. Đây anh ấy anh đang ga đi, ga xuống. Trời ơi ngầu quá chị. Rồi như một chiếc xe địa hình bảo đảm với các bạn là đi đường lầy rất là tốt, tại vì nó rất là bự các bạn, bánh rất là to. Rồi ok, từ từ chị ơi, lái chậm quá chắc chị, hay là mình diễn một đường một
cái tốc độ như thế nào hả chị? Cho xe kia đi qua đi chị. Cái đường bán kính của chiếc xe này nó lái là nó thon chuông rất là nhỏ các bạn. Chắc quá chị ơi. Đẹp quá. Có lẽ là lần đầu tiên chị chạy cái máy này. Đúng rồi, lần đầu tiên em chạy. Em đoán rất là chính xác. Bây giờ chậm chậm thôi. Không, bây giờ chạy em chậm cho mọi người quay thôi. Dạ đúng rồi. Chậm cho mọi người quay thôi. Chiếc máy cài đẹp hơn chiếc máy cài luôn các bạn. Lần đầu tiên chị ấy chạy, chị ấy có một cái cửa hàng riêng là chạy cái máy là tốt nữa lắm. Mà chạy máy cài thì hơi chậm chút. Rồi một hồi chị quen là chị lên ga giật bánh đầu rồi cho mọi người xem luôn chị. Bánh đầu á. Chấm dẹt đường đi chị ấy chạy. Quên ơi lên vậy. Dưới kìa. Hả? Gà nhỏ. Nó xíu thấy dưới không? Đó, đúng rồi đó chị. Trời ơi. Quá quét được. Nó vẫn chậm. Nó đang chạy chứ tần số chậm đó chị, chứ dòng máy này là bị ồn là chữ đó. Bóp kẹn đó chị. Đó, chị đang vô số. Coi như là chị đã khá là
Con này thì nó là vàng ma. Dạ. Dòng 46 ngựa. 46 ngựa. Anh mấy anh em mà có xài máy cải là biết là con này là UF là 46. Dạ. Phiên bản nó làm lại cái thiết kế rồi đó. Anh cho hỏi là cái con máy này nó sản xuất được là bao lâu anh ha? Tầm khoảng 30 mấy năm. À, 30 mấy năm. Dạ. Tức là anh sở hữu cái con này là nhập từ Nhật Bản vậy ha? Đúng rồi, từ Nhật Bản. Dạ. Nếu mà cái giá trị của nó hiện tại là tầm khoảng bao nhiêu anh? 185 triệu. 185 triệu. Dạ. Dạ. Nó ba điểm treo đầu và đuôi, có thể là mình kết hợp với những cái nông cơ nông bị gì á, có thể mình gắn cái dàn cắt. Bây giờ á, dạ, là có cái thiết kế ở ngoài này, dạ, là cắt cực băm hay là mình gắn cái vàng mà để đi sân gôn á, dạ, vàn cắt của sân gôn á, dạ, chiên vậy. À, vậy là chiên để vàng cắt cái sân gôn. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, nó còn những cái gì mà đặc biệt hơn cũng như là những cái máy hiện tại mình không có được không anh? Dạ. Ví dụ cái máy này nè, nó còn những cái gì mà đặc sắc hơn như cái máy cài hiện đại mình bây giờ không? Cái đặc sắc hơn thì cái mẫu thiết kế kiểu này thôi. Dạ. Rất là hiếm rồi. Cái sức nặng của nó là bao nhiêu ký anh? Này tầm khoảng 2 tấn á. À, 2 tấn à. Nó bánh cứ thì nó bánh sò thông số như thế nào anh? Đây nó để hả? À, đây các bạn nó bánh rồi giờ thông số các bạn. Nó có chiều ngang rất là rộng. Ủa, bánh hơi này là áp độ lên hả? Không, nó yên luôn nè, vỏ 31, mâm vỏ 31, 13.5, 15. À, 31, 15.5, 15 các bạn. Nhìn giống như kiểu mấy chiếc xe bán tải mà độ bánh vậy anh. Chiều giống như cái này mấy người mà cắt cỏ sân gòn kiểu này phá lầm á, đi phá lầm á. Rồi gắn cái vàng đằng trước này để ta phá được. Nhìn nó giống như kiểu xe rip của ngày xưa á. Hồi nãy anh nói là sản xuất bao nhiêu năm rồi ta? Phải ba mấy năm. Ba mươi mấy năm. Gen tăng hả? Dạ. T46A. Cái này nó là 46 ngựa anh ha. Anh, mình có thể coi cái máy nó được không anh? Rồi, anh sẽ cho người xem cái máy. Cho anh em và các bạn cái động cơ ha. 4C. Rồi, bây giờ em sẽ đề thử luôn được không anh? T88, 46 ngựa. Đây nè, 46 ngựa nè. Dòng tua 27. À, dòng tua 27. 27 mát là 29. Đây là cái thông số. Cái dòng tua đó là 2009, 46 ngựa. Đó đẹp. Giờ chỉ cần đề là được đúng không anh? Đâu cần đạp bây giờ không? Đạp bây giờ. Đây quá. Hai cầu luôn. Đạp sát vô nha bây giờ nó. Ủa cái nào bây giờ ta? Cái này thắng đúng không? Bây giờ bên kia vô trái. Đây cứ ướt lắm. Bây giờ để anh chủ máy anh sẽ thử. Dạ, được. Đây các bạn thì cái dòng này, dòng máy này thì anh em mình không xa lạ gì, nó là 46 ngựa động cơ trong 4T các bạn. Rồi giờ mình tắt ra các bạn ơi. Mình đổ vậy được rồi. Đây nè anh có chạy rồi. Rồi anh thử vài động tác nữa đi anh. Dạ. Thử vài vợt nữa anh. Phải nói là cái máy này anh chạy coi rất là đã các bạn. Nước sơn còn rất là chắc luôn. Né cho anh chạy kìa. Rồi cái máy cài này mua về mà chơi cũng được. Đó, anh chuyển cầu này. Rồi quay lại anh ơi, quay lại ơi. Đó, thấy chưa? Thì quá là nhiều máy rồi, bây giờ thì tới chị ấy lên.
lên ga. Có vẻ như là mọi thứ không ổn rồi. Không có làm nó bị lại á. Dạ. Thôi anh lên, anh giúp, anh giúp em vài cái nữa cho anh chạy thử vài cái nữa đi anh, tại nãy mình quay chưa có đủ phê á. Wow, xung quanh ở bên trong thì rồi. Rồi bây giờ thì tới ảnh. Bầu trời bên trên thì chuyển mưa. Đó, anh đang quay đầu. Đúng chắc là một chiếc máy cài địa hình ha. Sao nó cũng có một điểm kẹt. Rồi, bây giờ chị ấy lên. Rồi. Trời ơi, với một khoa quay đầu phải nói là tuyệt vời. Bây giờ thì sẽ chuẩn bị chạy. Thì quay đầu cái bán kính nó rất là đẹp các bạn. Hết gà hết số luôn anh ơi. Đúng rồi. Rồi giờ đây đây vô đây. Vô dùng kính rồi các bạn ơi, vô dùng kính rồi. Đó, nó chạy địa hình là phải đi địa hình này. Tại mấy anh em đứng ở ngoài. Đó. Đây, bây giờ thì tới chị ấy. Đúng địa hình nè. Rồi, đúng địa hình rồi đó chị. Ở chỗ này thì chống chống chị mới dắt chạy đây. Đây, 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 nãy thì ở ngoài đường lộ kia. Bây giờ thì chị sẽ vô cái không gian là trống. Đây, bây giờ thì chị ấy sẽ thử. Khổ nổi là ông trời giờ đang mưa. Gối. Cái gì mà mới mẻ thì nó cũng hơi lộng cộng một chút. Rồi chỉ sợ luôn, chỉ phóng súng rồi. Có vẻ như là tốc độ nó cũng nhanh quá cho nên là chỉ không kiềm chế được các bạn. Với lại là một trời bên trên đã mưa rồi. Ôi nó đã. Bây giờ thì một trời đã mưa rồi. Cho nên là cái vấn đề chạy là lãng hơn rồi. Tiếp quá. Để coi coi một hồi nữa coi anh có mấy chị có chạy nữa không. Bây giờ thì trời mưa cho nên là không có chạy được. Bây giờ thì tiếp tục chờ nó hết mưa mình sẽ quay cho mọi người xem tiếp. Đây thấy vậy chứ nó nặng gần 2 tấn đó nha. Đó. Đây tất cả nước sơn zin có hết trơn ha, toàn tập. Nếu mà người ta mà mua, nếu mà người ta mua thì anh có bán luôn anh? Bán luôn ha. Đó. Này lái cho lực hay là lái cơ anh? Lái cho lực. Chạy ghe nè. Đóng cái bọt.
luôn. Mấy máy cày giống như lớn lớn mà nó xuống ruộng đúng là nó cũng ngậm dưới rồi. Dạ. Chim ngưỡng nha. Ôi ôi quá tuyệt vời anh ơi. Hồi nãy giờ thì mình cũng đã quay cái quá trình một con máy cày, tại vì anh chủ xe anh kêu là máy cày địa hình, và cho nên là mình kêu máy cày địa hình. Cái nhiệm vụ của con máy cày này là nó cắt cỏ những cái xăng gôn rồi đó các bạn, nó còn làm những cái việc mà giống như là trò chơi ha. Thì anh kêu sao thì mình sẽ thật lại là như vậy, còn chính xác nữa thì mọi người biết thì bình luận thêm cho anh biết cái ha. Rồi có ảnh đây kìa. Có lẽ cái video mình cũng xin tạm dừng tại đây nha. Một lần nữa thì xin cảm ơn anh với chị đã lái để cho mình thực hiện cái góc phim này gửi đến mọi người xem. Rồi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.